Ở nhà tớ nhá, có một thằng cha vừa mới cưới vợ xong. Mọi người này thở phào nhẹ nhõm. Khi nó làm đám cưới xong mọi người thở phào luôn. Đến thượng đế cũng phải mỉm cười. Là vì sản phẩm tồi nhất của ông ta đến bây giờ đã có nơi có chốn. Vỡ mẹ nó cốc của nó cốc rồi. Vỡ là điềm lành. Tôi nói với ông biết ngay, ông có tài gọi là thi ca, đáng lẽ ông phải là nhà thơ hoặc là nhà văn mới đúng. Ông hiểu không? Bởi vì từ nãy đến giờ ông nói đến 7-8 thằng đàn ông. Mà tôi chả hiểu ông nói thằng đàn ông nào. Nói cụ thể đi. Thi ca hay là văn sĩ, kỹ sư, nó là có số của nó, đúng không? Đúng rồi. Số tớ thế này là tớ cảm thấy sướng rồi. Nhưng cái thằng đàn ông tớ định nói với cậu, thằng này nó, cậu không thể tưởng tượng đâu. Đây rồi, có người tưởng tượng cho quầy đó. À, đây. Ông ấy cứ tàn canh, ông ấy đến là gì? Mệt quá các ông ạ. Sao mệt? Ông hết cả sủ, tối tăm hết cả mặt mũi. Rồi anh ba đi em ơi. Mẹ kiếp, các ông có biết không? Tôi là tôi đang bận tíu tít về cái đề tài ở viện. Thế mà cứ hễ về đến nhà là con vợ nó mở máy như súng liên thanh. Bắn không kịp ngơi nghỉ. Nói chuyện trên rời dưới biển, đủ các loại chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Không hay, để cho mồm lên ra non. Quá hay. Thế ông bảo đầu óc đâu mà còn làm việc. Ông hạnh phúc nhất nhá. Ông hạnh phúc nhất trong ba thằng ông còn vẽ. Nói thế là ý gì? Tôi nói ông thế này nhá. Thiên hạ hiện nay có một câu rất là hay. Câu gì? Câu gì? Ra đường sợ nhất công nông. Sợ nhất công nông. Về nhà sợ nhất là con vợ nó không nói gì. Không nói gì là đứt tôi. Tôi nói trong biết thế này. Về nhà con vợ nó nói tức là mình hạnh phúc. Mà nó không nói thì có nghĩa là nó căm ghét mình. Nó hận thù mình vì đã sống với một thằng chồng không ra gì. Nó nói vừa thôi. Đời nó nói cả ngày thì làm sao tôi chịu nổi. Cái ông này buồn cười thật. Sao tớ hỏi cậu nhá. Sao cái hồi mà chưa cưới ấy, cậu không tìm hiểu cho nó kỹ đấy. Sao lại không kỹ? Ông nói đùa. Ông thử đi khảo sát xem là cả cái thế gian này, tất cả những thằng đàn ông, liệu có thằng nào không chung cảnh ngộ với ông không? Đúng rồi. Hồi yêu nhau ấy, là chúng tôi tìm hiểu kỹ lắm. Nhưng mà nó khác. Hồi đấy trông nàng nó là duyên dáng, nhẹ nhàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, mắt như quả bàng lại còn chớp chớp, tình toàn tay lại còn vân vê vạt áo, nhìn tôi cái anh này, làm sao tôi không yêu được, tôi biết lắm mồm nhưng bây giờ không bao giờ cưới đâu. Cậu biết không? Dạ. Tình yêu và hôn nhân hoàn toàn khác nhau. Nói tóm lại là nó không liên quan gì đến nhau cả. Biết rồi, các ông là định lên lớp giảng giải đạo đức cho tôi về tình yêu và hôn nhân chứ gì? Sốt ruột. Đúng là như thế. Biết thừa rồi. Đúng là như thế. Ông hiểu không? Giữa tình yêu và hôn nhân, nó là hai cặp phạm trù không bao giờ liên quan đến nhau cả. Chính vì thế, Trịnh tiên sinh có một câu bất hủ. Câu gì? Câu gì nhỉ? Tình yêu như trái bóng, con tim mù lòa. Mắt mù lòa ta còn cảm nhận được, tim mù lòa coi đứt luôn. Đúng, tim mù lòa. Nói chuyện với hai ông ấy, chán bỏ mẹ. Chào. Này, đi đâu đây? Ông ngồi đợi tôi tí. Ông đi à? Tôi đi. Ôi trời ơi. Ôi tưởng đi đâu? Đứng vui ra cái. Thế ông có muốn tôi giúp ông tháo gỡ chuyện gia đình không? Có chứ, sợ không? Tôi nói thật với ông nhá, tôi nể ông là gọi là bạn hữu ấy, bạn xương máu ấy. Bậy nhặt, bạn bè, nói xem nào. Mà tôi nói thật luôn, ông mà không phải là bạn thân tôi, bạn gọi là cởi chuồng chạy đón mưa rào ấy, thì quên đi, tôi không bao giờ tôi nói cho ông đâu. Nói đi. Đây là kinh nghiệm xương máu tôi rút ra từ vợ chồng nhà tôi ấy nhá. Xương mới chả máu, nghe ghê bỏ sư được. Thôi rồi, tôi cho ông cái bí kíp này, nhưng mà ông phải quán triệt đấy nhá. Rồi, ông yên tâm đi. Rồi, nhanh lên. Cái gì cơ? Thế à? Nhỉ, quán triệt chưa? Chưa quán triệt. Ồ, hay cái ông này. Cái gì cơ?
thế à? Ừ nhờ. Ông ấy nói cái gì đấy hả ông? Tớ chưa hiểu gì. Ông vừa nói là cái gì cơ thế à? Ừ gì? Tớ chưa hiểu. Có mỗi thế mà cũng không hiểu. Thế là như thế nào? Ông ngu. Ông ngu lâu lắm. Sao ngu? Bạn này có đúng không? Trình bày với tôi là mỗi lần ông về nhà, con vợ ông nó mở mồm, nó bắn liên thanh, nó phát liên thanh, khiến cho ông đau hết cả đầu, có đúng không? Quá đúng. Ừ. Ông chỉ có việc giọng tai lên nghe, không cần biết nó nói cái gì cả. Và ông trả lời, cái gì cơ? Thế à, ừ nhờ. Có nghĩa là lúc nào ông cũng phải tỏ ra là ông quan tâm đến nó, ông lắng tai nghe nó nói. Thế nhưng mà cái việc của ông vẫn cứ làm, ông vẫn cứ viết. Tức là giả vờ nghe gì? Ừ. Và mồm luôn luôn nói ra câu, cái gì cơ? Thế à, ừ nhỉ. Tôi khẳng định với ông, chỉ sau 5 phút thôi, con vợ ông nó sẽ buông tha ông ngay lập tức. Và nó không buông tha cho ông thì cũng không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Ông ơi, ông cột nó vào cái. Có đúng không? Ông quán triệt chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu chưa? Hay, hay, hay. Thế mà tôi không nghĩ ra. Được. Hay. Nhưng mà... Ở mồm tuyệt đối không có câu nhưng mà. Ông có muốn cái đề tài của ông thằng khác nỡ mất không? Ông ơi, ông bảo ông này ông chỉ riêng mà thôi. Tất nhiên là tôi không bao giờ muốn thằng khác ông nỡ mất. Ờ. Thế thì tại sao ông không quán triệt cái gì cơ thế à? Ừ, ừ, gì? Ừ được. Tôi sẽ làm theo cách của ông ý. Cái gì cơ thế à? Ừ gì? Gì? Mình ơi! Cái gì cơ? Em báo cho mình một tin này nhá. Mình chắc chắn rất vừa lòng. Em ý đã mang con chó đi cho bà hàng xóm rồi đấy. Thế à? Thì mình chả suốt ngày kêu ca với em rằng đứt hết cả tay, chẳng làm được việc gì cả. Nhà đã có cái loa thùng, lại rước thêm mấy cái loa chết là gì? Ừ nhỉ. Mình ơi. Cái gì cơ? Mình. Hôm nay ấy, em nhìn mình nhá, rất đáng yêu đấy. Thế à? Thế à, thế à? Chả biết có nhớ đưa mẹ con em xuống bà ngoại không đấy? Ừ nhỉ. Này, em đi thay đồ nhá. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say. Ơ Kiều Minh. Cái gì cơ? À, vẫn ngồi đây mà đọc sách được à? Hay để em gọi xe ôm đi nhá. Thế à? Thế à, thế à? Mồm nào cứ xem xét rằng anh yêu em lắm, yêu lắm. Em đi đâu một mình thì anh lo lắm. Ừ nhỉ. À. Này, anh làm sao thế? Này, anh làm sao thế? Cái gì cơ? Rồi à? Có phải anh coi mấy thứ này hơn bọn con hay không? Thế à? Tài đình đấy, làm khổ gì mà giết nhau thế này đấy. Khổ lắm, ông không biết. Bình tĩnh uống bia đi đã. Cứ bình tĩnh đã. Thôi là tôi áp dụng đúng cái bí kíp của ông dạy tôi. Thế mà ông nhìn con vợ tôi. Ông nhìn đi. Ôi bắt sao đấy. Đấy, sao nhìn. Nó hành hung tôi. Vừa mua cái kính nó đập phát vỡ luôn. Đấy, ông bảo thế có được không? Thế là ông đang là một người đàn ông lành lặn đúng không? Đúng rồi. Thế mà bị vợ nó tẩn. Nó thành một đàn ông mắt đỏ mắt xỉn. Không những thế nhá, mà nó còn dọa mang con về ông bà ngoại. Thế à? May mà nó mới dọa đấy. Thế nó à? Mà làm thật ông chết với tôi. Ừ, thế thì cho nó về luôn gì đấy. Về luôn này, thì đứt cái gì đấy ông này. Ông nói thế mà nói được. Tất cả là tại cái bí kíp của ông ấy. Sao lại tại bí kíp của tôi? Tôi có bí kíp gì nhỉ? Ông xui ông này. Ừ. Cái bí kíp là cái gì cơ? Thế à? Ừ nhỉ. Ừ, nhỉ. Quyền nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ rồi. Giết người không? Nhưng mà tôi hỏi ông này. Thế ông lấy bí kíp của tôi về, ông có thực hiện đúng như lời tôi dặn không? Sao không đúng?
Ông có ân cần với vợ ông không? Có. Ông có chiều vợ ông không? Có. Ông có lắng nghe vợ ông không? Nó lại còn khen tôi nhá. Hôm nay trông anh thật là dễ chịu. Đấy, thế còn gì nữa, thật là đáng yêu. Đấy, trời lạ nhỉ. Nó khen nức nở tôi luôn. Con vợ ông là khen ông dễ chịu mà nó lại hành hung ông là thế nào? Nó còn khen tôi đáng yêu đấy. Rồi, đẹp trai đi kia, ai chả khen? Thôi được rồi, uống đi rồi anh em mình cùng mổ xẻ vấn đề. Xem mấu chốt là nó nằm ở chỗ nào. Đúng rồi, uống đã, uống đã. Uống đi. Phải giải quyết cho tôi cái vụ này. Tôi nói ông bây giờ thế này nhá. Vấn đề thứ nhất là con vợ ông nó rất thích nghe ông nói đúng không? Có đúng không? Vợ ông nó rất thích nghe ông nói có nghĩa là nó rất yêu ông. Và nó nói nhiều đến cái mức độ mà ông không thể nào ông chịu nổi. Đúng rồi. Nó nói ông không chịu nổi, ông đau đầu, không chịu nổi, ông sủ. Thì có nghĩa là nó yêu ông mãnh liệt, nó yêu ông da diết, nó yêu ông ghê gớm. Ông có hiểu không? Xong nó hành hung ông, nó yêu ông này rất là mãnh liệt. Cho nên là cái giả thuyết con vợ ông nó bỏ đi là không có. Không có, không có, không bỏ đi đâu. Dọa thôi ông ạ. Nó không thể coi thường tôi được. Đúng rồi, nó không thể bỏ đi được. Nó có bỏ đi là nó dọa ông thôi nhá. Với cả trông ông đẹp dai. Đấy. Ông là thằng chồng tử tế. Tử tế chứ còn gì. Ông chứ có phải là mỡ rau mỡ cỏ, có phải là miếng thịt thối đâu mà bảo là không ăn thì vứt đi. Đúng rồi. Các bạn. Ông sao mà làm thế. Đấy, ông ý. Ông là gặp trong trường hợp đấy đấy. Tôi nói tiếp nhá, vấn đề thứ hai là đã là thằng đàn ông bị vợ đánh một hai trận trong cuộc đời, đấy là chuyện bình thường. Chả là cái gì để bình thường. Bởi vì con vợ ông nó quá yêu ông, nó yêu đến cái mức độ mà nó nói bằng mồm không đủ, cho nên nó phải nói bằng chân bằng tay, ông có hiểu không? Thế mới sợ chứ. Đấy, cái lúc đấy thì ông phải làm gì ông có biết không? Làm gì? Khi nào mà con vợ ông nhá, nó nổi cơn hung dữ lên nhá, nó như một con hổ vồ nhá. Đúng rồi. Ông làm thế này. Làm sao? Ông nhảy vào nhá. Và mạnh một cái mồm của tôi. Và vỡ mồm nó ra cho tôi. Và xông vào ôm thật chặt nhá. Ai làm thế được? Ôm chặt ghì chặt. Ông biết không? Giống đàn bà ấy là nó chân yếu tay mềm. Ông hiểu không? Đúng rồi, nó mình ôm cho vào. Mình ôm một lúc thì nó tự dưng nó nhút ra như một con chi chi. Nhút ra như một con chi chi nhá. Đây là kinh nghiệm đấy. Ông biết không? Kinh nghiệm này là tôi nhập ngoại đấy. Ở Việt Nam mà không có. Việt Nam không có kinh nghiệm này. Ông có biết võ sĩ Mike Tyson không? Biết. Võ sĩ Mike Tyson tránh đòn võ sĩ William bằng cách gì ông biết không? Chui vào nách của William, cắn một phát vào tai. Nếu có thể cần ông cắn một phát vào cổ cho tôi. Này này, nếu mà cắn chiều tai ấy, cứ chỗ nào hiểm của vợ ông cắn cho tôi. Nhưng mà cái gì? Nếu mà ông không ôm được ấy nhá, thì ông cứ gọi tôi với ông này đến ôm cho. Tôi ôm là cứ phải đàng hoàng chứ. Được cả ông nữa. Tôi nói cho hai ông biết nhá, là tôi đang nói chuyện hết sức là nghiêm túc. Ô hay cái ông này, thế từ nãy đến giờ tôi có nói câu nào là không nghiêm túc đâu. Nghiêm túc cả cái gì nữa. Nói ngắn gọn lại, bây giờ là phải bỏ ngay cái bí kíp của ông đi. Mà hai ông bây giờ phải nghĩ cho tôi một cái bí kíp khác. Chứ bí kíp đấy là không thể áp dụng được. Thôi thế ông này nghĩ đi còn gì nữa, suốt ngày uống mới ăn thôi. Chưa hết cách đâu. Cách gì? Lại đây tôi bảo. Cách gì? Nói mau. Ông về nha. Bà xem. Khi nào vợ ông bắn xuống cái thanh, ông cứ đứng mặt vào ngoài. Cứ bỏ thông. Nhưng mà... Lại nhưng... Thằng đàn ông lúc nào cũng nhưng... Yếu đấy. Ông cứ làm đi. Tội vạ đâu, ông này ông chịu. Ông cứ làm đi, tội vạ đâu mà ông này ông chịu ông hết, ông việc gì ông phải sợ. Tôi nói với hai ông nhá, gia đình tôi mà bị tan nát ấy, hai ông coi chừng cái mạng sống của mình ấy. Ông nói buồn cười, hóa ra nãy giờ chúng tôi làm phúc với tội. Ta ra đi, ta ra đi. Này, Minh ơi. Cái gì cơ? Là em hỏi, mình làm cái trò gì mà cứ lấm lét cho kẻ cắp thế? Thế à? Hả? Người đâu mất hồn thế không biết được nữa. Thôi, con giúp em mâm cơm đi nhá. Ừ nhỉ. Mình ơi. Cái gì cơ? Lúc nãy ấy, chuông điện thoại nhà mình réo liên hồi. Em thì đang bận việc. Chạy lên ấy thì chuông điện thoại lại hết. Chạy xuống thì cái nồi cá kho nhà mình cháy đen. Điên thế không biết được nữa.
Thế à? Lại thế à? Thế à? Anh cứ thôi nghe kiểu thế à đi không? Ừ nhỉ. Đáng bực mình thì có tiếng gõ cửa. Cái gì cơ? Ra mở ấy, thì hóa ra là cái lão thu tiền điện thoại. Thế à? Hãm thế không biết được nữa. Ui, khó chịu quá. Mình ơi. Cái gì cơ? Hôm nay ấy, em mời mấy chị sang nhà mình ăn cơm. Thế à? Mình đừng có giữ cái thái độ bộ mặt khó khó đăm đăm như đuổi khách đi đâu nhá. Ừ nhỉ. Người ta có quý vợ chồng mình thì người ta mới sang nhà mình chơi. Cái gì cơ? Người ta có quý vợ chồng mình thì người ta mới sang nhà mình chơi. Thế à? Anh không nghe em nói không đấy? Ừ nhỉ. Anh làm sao thế? Mình ơi. Cái gì cơ? Hôm nay em đi siêu thị gặp một chàng đẹp trai lắm nhá. Đẹp trai như Bích Khâm ấy, lại còn nhiều dâu nữa chứ. Thế à? Anh ga lăng lắm, cứ léo đéo theo em, lại còn rủ em cuối tuần này đi sang Đông Anh câu cá đấy. Ừ nhỉ. Mình có đồng ý không? Cái gì cơ? Cái gì cơ? Thế à? Ừ nhỉ. 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 Ôi giời ơi, lại còn thế này cơ đấy. Cái gì ơ? Chồng hay chả con? Mình ơi, mình ăn cơm đi, vào ăn cơm đi. Em ơi, hôm nay lại gọi anh về ăn cơm à? Đúng giờ thế nhỉ? Này, thế hôm nay mình cho anh ăn món gì thế? Đặc sản đấy. Đặc sản à? Thế mình dùng thôi nhỉ? Dùng luôn cho nó nóng. Ông bạn ơi! Xin lỗi, cho mình đi nhờ tí, đang vội quá. Mày có im mồm đi không?
Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió. Ông Minh, sao mình về không báo cho em, lại làm em bất ngờ. Này, tôi không thích cô động hai người cô đâu nhé. Tôi phải hỏi cô đấy mới đúng. Tôi hỏi hai người, thế hai người đang ở nhà tôi làm gì? Mình khoan để em giới thiệu. Đây là tôi là Công. Anh là ai? Anh đến đây có việc gì? Thôi. Để hôm khác nói chuyện nhá. Tôi về. Tôi nói cho anh biết. Cái thứ nhất, anh đến nhà tôi, anh không xin phép tôi nhá. Cái thứ hai, tôi không phải là bạn của anh. Anh cũng không phải là bạn của tôi nhá. Anh không về thì tôi cũng mời anh Xéo. Tôi về. Về luôn đi. Anh bị điên à? Anh, tại sao đối xử bạn tôi thế chứ? Tôi đang bị điên này. Đối xử tại sao à? Này, chồng đi vắng ở nhà váy bướm này, úi giời ơi, mắt xanh mỏ đỏ này, trông cô cứ như con vẹt Hồng Kông ấy. Thế tôi hỏi cô, tôi không điên làm sao được khi mà tôi thấy vợ tôi đang ngồi nói chuyện một thằng đàn ông lạ. Ấy giời, lại còn uống rượu nhá. Lạ cái gì? Hôm nay tôi bắt được quả tạ nhá. Lạ cái gì mà lạ lạ? Anh là hàng xóm, đây là bạn học của tôi. Anh đối xử như thế mà xem được à? Úi giời, hàng xóm bạn học. Thế tại sao vậy? Cô lại xuất hiện ở những cái thằng hàng xóm lạ mặt mà tôi không bao giờ biết nhỉ? Tôi thật không ngờ. Tôi không ngờ anh là một cái thằng khốn nạn như vậy. Này, cô bảo anh khốn nạn à? Cô vừa phải thôi nhá. Tôi tát cho cô một phát bây giờ đây này. Tát à? Anh tát đi. Này, cô không phải thách tôi nhá. Cô không phải thách tôi nhá. Anh ơi. Ôi, nhưng bây giờ thì ai khốn nạn à? Tôi chỉ giả vờ tôi tát cô mà cô tát thật tôi nhá. Cô đúng thật là cô nhớ tôi đấy. Chúng ta, những thằng đàn ông, nhờ rồi đến bây giờ đã yên bề gia thất, cho nên giờ phút này vẫn còn ngồi đây được với nhau. Chúc ông kỹ sư, uống đây. Chúc mừng cho tình bạn của chúng ta, vui buồn lẫn lộn, muôn đời bền vững. Uống. Chị ông dở hơi à? Ông không uống à? Ông mời tôi ra đây uống bia với ông mà mặt ông ủ rũ, nhăn nheo như quả táo tàu héo. Chưa bao giờ tôi thấy mặt ông héo đi. Này, tớ mà tự ái tự bỏ tớ về. Ông ơi, cứ chuyện vợ con vứt đi. Trong bàn bia này không nghĩ đến chuyện vợ con. Nó mới bỏ về ngoại có một tuần mà ông như chết đến nơi rồi. Làm gì vậy thế? Mà tôi nói cho ông biết chứ, thằng đàn ông đích nào chả có chuyện với vợ. Ông tưởng như trên đời này có một mình ông đau khổ, còn bọn tôi là lũ dở hơi à, sung sướng chắc. Uống đi. Uống. Uống thì uống. Nghe. Uống. Ồ. Rồi, ông văn sĩ trông như là ông bán thuốc ê. Em ơi, cho anh một bom bia. Này. Tắm hay là gội đầu gọi những một bom bia đấy hả ông? Ôi giời, khát chưa kìa. Ôi giời. Ông ơi. Ê, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi, rồi đâu sẽ có đấy, ông cứ ngồi xuống. Này, có chuyện gì mà quan trọng đấy? Không căng thẳng thế. Sắp bỏ vợ. Bỏ vợ? Ông không đùa đấy chứ? Tôi không bao giờ đùa các ông cả. Các ông biết không? Khốn nạn, cay đắng, nhục nhã. Khốn nạn, cay đắng, nhục nhã, đủ hết cái gì đấy. Tôi vừa đi công tác về.
đi đường mệt là thế, vất vả là thế. Mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến con vợ tôi, các ông có biết không? Tốt. Lúc nào tôi cũng nhớ đến con vợ tôi, các ông có biết không? Ờ. Thế mà vừa về đến nhà, tôi vừa vào nhà thì thấy một thằng nó ngồi đườn đượn một đống lên đấy, nó đang cười ha hả với con vợ tôi. Mà lại đúng vào ngày hôm nay là ngày sinh nhật vợ tôi, cậu bảo tôi có điên hay không? Ông ơi, khổ quá. Ngày sinh nhật vợ ông, có một thằng đàn ông đến nhà, chẳng có đề gì. Tôi với đề gì, tặng hoa, phép lịch sự, có sao đâu. Tôi nói với các ông biết, chính vì cái vấn đề đấy, cho nên tôi mới vung tay lên, nhá. Tôi vả một cái với mõm con vợ tôi và tôi đến đây. Chả bao giờ tôi gọi mõm vợ cả. Ông gọi mõm vợ. Ông như thế là ông là đồ vô phu. Vô phu. Vô văn hóa. Này, các ông đừng có mà xỉa xói tôi như thế nhá. Quánh vợ là tại sao được gọi là vũ phu? Tôi quánh vợ tôi chứ tôi có đánh ai đâu mà coi là vũ phu. Quánh vợ là bình thường. Ông ơi, tôi ấy là tôi lại cứ tưởng là ông ấy tát một phát vào mõm cái ông bạn mà đến tặng hoa cho ông ấy. Thằng đấy có thể là mõm được. Thằng này lại tát vào vợ, tưởng oai, tưởng thế là anh hùng, đúng là đồ vô học. Khổ quá, cậu ông chơi với tôi bao nhiêu năm rồi, các ông chả hiểu gì về tính tôi cả. Tôi đánh người là tôi đánh rất khôn. Đánh người. Các ông có biết không, cái thằng đấy nhá, phải nói là nó to rồi. Phải nói là nó cao. Bằng tôi không? Nó to cao đen hôi hơn cả ông. Hơn rồi. Thì tôi thử hỏi nếu nó to cao hơn ông nhá, mà tôi vả nó một cái, nó vả lại tôi một cái, thì có nghĩa là người ơi ta không còn chi, thân xác tôi hoang tàn, cả ông không nhận ra đâu. Hồ đồ. Cục xúc. Thật đúng là bản chất của những kẻ hạ đẳng. Ông là văn sĩ chứ. Ông đã từng chê ông bạn đây là ngu không đều. Ông mới là người ngu đều. Tôi thật không ngờ tôi có một ông bạn này chán thế. Này ông ơi, hay là ông ghen với nó là cái thằng bạn của vợ ông nó bóng nó sáng hơn ông, nó đẹp dai hơn ông. Tôi nghĩ rằng nó đến nó tặng hoa vợ ông, chẳng có lý do gì mà ông lại đánh vợ ông thế. Không thể chấp nhận. Tôi nói với các ông là hai người bạn thân của tôi đúng không? Ừ. Tôi thử hỏi các ông là hai ông có nhớ ngày sinh nhật của con vợ tôi không? Không. Tôi nói luôn là ngày sinh nhật của vợ hai ông các ông cũng không nhớ đúng không? Đúng. Đúng. Ừ. Ấy thế mà cái thằng mặt dày đấy nó lại dám nhớ ngày sinh nhật của vợ tôi. Thế mình đâu. Đúng rồi. Ông như thế là ông bị điên. Điên. Ông nảy nòi ra cái tính ghen tuông vớ vẩn từ bao giờ thế? Hả? Đây tôi nói cho ông nghe nhé. Ví dụ như cái chuyện đấy nó xảy ra thật thì chẳng qua nó cũng chỉ là cái mối tình thời sinh viên, nó rất là trong sáng, nó không có một cái vấn đề gì cả. Xa xưa rồi. Đúng rồi, bây giờ cô ấy đã đồng ý là vợ ông rồi, là đại trượng phu thì ông phải bỏ qua những cái nhỏ mọn đấy chứ. Ông phải cảm thấy hãnh diện nhé. Khi vợ mình được nhiều người khác người ta quý mến. Đúng rồi. Nhưng vẫn là của mình. Đúng. Thế mới sướng như vậy. Mà ông tưởng là ông chung thủy lắm đấy. Ông thế thì ông không hiểu tôi rồi. Cái loại văn nghệ sĩ như ông tôi lạ gì. Suốt ngày bỏ nhà đi hoang cứ như là chó dại. Lúc nào nghiêng nghiêng thơ đâu. Mưa cũng làm thơ. Bão cũng làm thơ. Thì làm sao? Nửa đêm gà gáy cũng làm thơ. Làm sao à? Nhìn thấy gái thì mắt cứ sáng rực lên. Này, cái cô thư ký mắt xích là vẫn thường xuyên đi lại với ông ấy nhé. Tôi là tôi biết thừa. Này. Tôi nói cho ông biết nhá, ông phát ngôn cho nó tử tế nhá. Sao lại không tử tế? Nhá, ông đừng có cái kiểu bắn đạn thối đấy nhá. Tôi là có tiếng nhưng không có miếng. Thôi thôi. Cái cô thư ký mắt sách đấy nhá, là của cái thằng cha trưởng phòng tôi chứ không phải của tôi nhá. Mà nói thật, tôi mà được cái cô đấy thì... Thì làm sao? Thì đã phúc. Này. Nói thế thôi chứ không phải là cứ cầm cốc bia lung tung của người nọ người kia mà uống. Tôi nói thật cho ông biết nhá. Ôi thằng bỏ vợ mười cái đấy nhá, còn chưa ăn thua. Ông mới là sắp bỏ vợ.
mà tôi đố ông bỏ đấy. Chỉ được cái sĩ diện vớ vẩn thế thôi. Cao hơn đấy. Thôi ông ơi, ông này ấy, là ông ấy mới bỏ vợ lần đầu. Đúng. Nên còn bỡ ngỡ. Không sao, từ từ lần sau nó sẽ quen đi thôi. Ra thôi uống. Tôi vứt tắt trong nhà nó. Kìa. Vứt mũi chơi mũi. Ăn cái gì vứt tắt sao? Chúng mày ăn uống xong chúng mày vứt rác sang nhà bà. Rác rưởi chúng mày không ăn luôn nốt đi. Bây giờ chúng mày lại còn phun nước bẩn vào mặt vào mũi bà thế này nữa rồi ơi. Chúng mày vành cổ nghềnh tai lên mà nghe bà chửi đây này. Bà sấn vấy quay công lên mà cho chúng mày một trận bây giờ. Trời ơi cái đồ vô học. Đồ mất dạy. Đồ mất dạy. Trời ơi cái đồ đồ vô ý thức. Trời ơi cái đồ đồ. Đồ đồ. Đồ re mi fa son cái gì? Rồi. Sướng lắm đấy mà còn rừng mỡ. Hả? Sáng ra có mỗi cái mảnh sân bằng nắm tay. Mệt nhọc gì mà đứng đây mà hát. Này, hả? Này, ông không biết cái gì thì ông đừng có nói nhá. Ông nhìn kia kìa, nhìn kia kìa. Chúng nó ăn uống xong chúng nó vứt rác ra nhà mình. Bây giờ chúng nó lại phun hết cả nước bẩn vào mặt mũi thôi. Ông nhìn mặt mũi vợ ông thế này mà cũng xót xa. Xót xa cái gì? Ơi. Bà không biết cái gì à? Bà không biết làm gì à? Biết làm cái gì? Nó phụt nước sang nhà mình thì mình phọt lại nước sang nhà nó. Cái gì? Ừ. Mình phọt nước phọt sang. Phọt sang. Chuẩn bị vòi phọt nước sang nhà nó. Mau lên. À mà thôi. Có làm sao? Khoan đã làm sao? Phọt để sau. Việc này quan trọng hơn. Việc gì? Bà đi gọi ngay hai đứa chúng nó về đây cho tôi. Nhưng mà chúng nó còn đang đi học cơ mà. Học cả đời, học riêng gì hôm nay. Việc này rất cần gấp, gọi ngay nó về đây cho tôi. Thế bao giờ thì phọt? Phọt để sau, bây giờ mình tiết kiệm nước đã. Phọt để sau. Phọt để sau. Gọi ngay chúng nó về đây. Ôi, cái ông này. Phọt ngay. Cái chắc. Úi giời ơi. Ôi, còn đứng lù lù ở đây à. Đến mày cũng không có nước tưới nhá. Ngày mai hết nước, ông cho mày lên chợ bưởi. Thế làm sao nhỉ? Từ sáng nay đi họp hành gì, bây giờ về bắt chúng nó nghỉ học nó thế nào nhỉ? Bắt cái đồ sở người này, không mày hiểu được. Kính thưa mẹ, kính thưa vợ, kính thưa toàn thể gia đình. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp bất thường như thế này là bởi vì ngày hôm nay tôi đi họp ở trên phường. Tôi nhận được một cái công văn rất là bức xúc, rất là khẩn trương và rất là cấp bách. Đây công văn đây, thằng này đưa đây. Bà đọc cho con cái công văn này. Khổ quá bà, cái chữ đâu mà đọc. Đưa đây tôi đọc. Mẹ mày đọc. Đấy, mọi người lắng nghe rồi có ý kiến góp ý xây dựng cho cái công văn này. Trời ơi là trời ơi. Nhà tăng, ga tăng, xăng tăng, bây giờ lại đến điện lại tăng nữa. Lương thì chả tăng bao giờ cả. Thế này thì bỏ nhà mà đi ăn mày mất thôi. Này, làm cái gì mà mình phải chu chéo meo giật như thế? Chính vì lẽ đó, hôm nay tôi mới triệu tập cuộc họp bất thường như thế này là để tham khảo ý kiến mọi người, để tìm cái biện pháp khắc phục, để làm sao cái hiện tượng mất điện ấy nó không làm đảo lộn, xáo trộn cái sinh hoạt trong gia đình mình. Việc đầu tiên là tôi tự ứng cử, tôi là trưởng ban tiết kiệm, mẹ mày là phó ban tiết kiệm. Ừ, phó ban. Còn thư ký, con này là thư ký. Ừ, con làm thư ký đi, bố đưa giấy bút cho con làm đi. Đây. Đây, bố giấy đây. Giấy đâu? Giấy đâu bố? Ở đây, có cái tờ kết quả số đang mày ghi tạm ở đây. Viết đẹp vào con nhá. Nào, ông nói tiếp đi. Mùa hè này sẽ có nguy cơ thiếu điện trầm trọng. Giá điện sẽ tăng vọt vọt mà có thể mất điện trên toàn quốc. Kéo theo phường phường mất điện, nhà nhà mất điện và người người mất. Mất gì? Ai mất? Mất bao giờ? Mất điện. Chứ chả nghe gì, cứ hỏi linh tinh. Thôi thế là chúng ta đã tìm được ra trưởng ban tiết kiệm và phó ban tiết kiệm cùng với thư ký. Tôi đề nghị mọi người ai có ý kiến gì thì tham gia đóng góp ý kiến. Bây giờ đầu tiên là bà có ý kiến gì không? Kiến gì? Bà có ý kiến gì không? Kiến nào? Kiến gì? Kiến ở đâu? Có cái lọ đường chúng mày ăn nó nắt đậy không chặt. Kiến nó vào đen đặc tao đủ mẹ nó đi rồi còn đùng nó mà kiến mới để trả ơi.
nhà con hỏi là bà có ý kiến gì không? Ý kiến? À, ý kiến nào? Ý kiến? À, chả có ý kiến gì. Mẹ mày tắt nghe cho tao cái tivi. Chả tập trung, chả tham gia, chả có ý thức đóng góp xây dựng cho cái cuộc họp thế nào cả. Thế bây giờ ba đứa chúng mày dùng tùy tiện có ý kiến gì không? Chúng mày có ý kiến gì không nói với bố? Không có ý kiến gì. Mẹ mày có ý kiến gì không? Thôi. Bao nhiêu ý kiến ông thu thập được ở cuộc họp nhá, thì ông mang về đây ông áp dụng vào cái gia đình là được rồi. Ông cứ quyết định đi, ông quyết định thế nào tôi nghe theo. Thôi được rồi, đã thế thì bây giờ ý kiến của tôi đều phải được tuân thủ, phải được phục tùng. Nhất trí. Đầu tiên là bà, con hỏi thì không phải là ngày bà đi vệ sinh mấy lần? Mày hỏi vấn đề để làm gì? Để con đưa vào văn bản. Để đưa vào văn bản cái này bà này. Vệ sinh à? Vệ sinh ấy thì bây giờ già rồi, tắm rồi một tuần có hai lần thôi. Thế là được rồi. Còn cái vấn đề kia ấy thì thật là yếu. Thế là tao không đếm nổi. 20 hậu quả này. Như bà? 20. Làm gì đến nhiều thế à? Đấy, mấu chốt ở đây này bà này. Mấu chốt là chú đấy đấy. Mà tốn nước nó cũng là đấy, chú đấy đấy. Tốn nước ở đây này. Con đề nghị thế này. Từ ngày mai bà đi vệ sinh, bà đi bớt bớt một chút có được không? Bớt một chút. Cố gắng vậy thôi chứ chưa biết thế nào. Thì mỗi ngày bà đi 20 lần, bây giờ bà giảm xuống còn 3 lần. Mà nếu không thì anh ơi, để đấy mai em ra chợ em mua cho bà một cái bô thật là đẹp vào. Xong rồi bút dưới cổng giường ấy, bà đi dồn toa vào, đổ một lần cho đỡ tốn nước, được không bà? Được không? Thế tôi cũng cố gắng. Rồi khắc phục đi bà con, mai mua cho bà cái bô, đi vào. Thôi được rồi, cái vấn đề của bà coi như là đã xong. Bây giờ đến lượt ba đứa chúng mày. Đấy, chúng mày nghe bố đấy. Từ ngày mai bố đề nghị chúng mày là cả tuần mới chỉ được thay quần áo một lần. Rồi. Riêng đứa nào bẩn về đây tao cho ở chuồng. Còn cái vấn đề học hành thì chuyển từ buổi tối sang học hết 3 ngày. Chỉ học 3 ngày thôi để tiết kiệm điện. Đúng rồi. Đứa nào muốn xem tivi thì đi xem nhờ bên đằng xóm. Đúng rồi, sang nhà lão tiểu có xem. Đúng rồi, sang nhà lão tiểu ấy. Nhưng mà xem thế bất tiện lắm. Mày thấy bất tiện, mày không xem thì mày đi ngủ. Thì tao bắt mày xem này. Đi ngủ? Giờ đấy đi ngủ làm sao được, nóng lắm. Mày ngu lắm con ạ. Mày lên mày nằm một lát, nó nóng rồi nó tỏa mồ hôi ra rồi mày sẽ mát thôi. Nó ngấm hết vào người con ạ. Giờ trả bố ơi, lấy cho chúng con mấy cái chăn, nó rời mát lắm đấy. Hay thôi, để bọn con hội ý đã. Được rồi, hội ý đi. Hội ý đi. Hội ý đi. Đi. Nhá. Đồng ý nhá. Dạ, con xin có ý kiến ạ. Ý kiến đây. Dạ. Theo chính sách tiết kiệm của gia đình ta, thì con xin có ý kiến như thế này. Ví dụ như là tối hôm nay học ở phòng con, thì tối mai học ở phòng em Tùy, ngày kia học ở phòng em Tiện. Như thế sẽ giảm được hai bóng đèn. Tốt. Hai cái quạt. Tốt. Nếu đã như thế thì từ ngày mai ba đứa chúng mày dùng Tùy Tiện. Nhưng nhớ là phải học cho tốt và phải tiết kiệm. Ghi vào, nếu học dùng Tùy Tiện. Ghi vào con. Dùng Tùy Tiện, ghi vào. Thế còn ý kiến của mẹ mày thế nào? Ông ơi, thế coi như cái việc của bà của chúng nó là xong rồi. Rồi. Thế bây giờ phương án của tôi với ông như thế nào, ông phải cho biết chứ. Đây, tôi có tất cả những phương án để cho bà thực hiện. Nhất nhất phải thực hiện. Rồi. Này ông ơi, nhưng mà những cái phương án này chỉ là tạm thời thôi nhá. Ông ấy là phải dứt điểm, phải có phương án lâu dài đấy. Chứ không thế này được đâu. Bà cứ yên tâm, mình thực hiện 3 tháng hè năm nay. Còn năm sau ta lại tính tiếp. Tính tiếp. Hòa ơi. Đây. Ra mở cổng đây. Đây. Ông về gì à? Ôi giời. Này ông rước những cái thứ đồng nát này ở đâu về đây? Bà vừa cười, bà bảo cái gì nó đồng nát. Bà bảo tôi thì hóa ra thế tôi là thằng đồng nát à? Ôi nhưng ông mua những cái thứ này làm gì? Ngu lắm. Sao mà ngu? Tôi đi từ sáng đến giờ, nói chợt cả lưỡi, mòn cả môi mới thu thập được ngần này thứ. Thế mà bà bảo đồng nát à? Thế mà mua làm gì chứ? Mua lắm đấy. Đúng là cái đồ đàn bà, chả nhìn xa trông rộng gì cả.
nhìn xa trông rộng nó là chỗ này, này, chỗ này. Ôi dồi ôi, khéo vỡ kìa ông này. Vỡ thì ngày mai tôi lại mua. Tìm tướng. Mà này, nói tóm lại thì ông mua những cái thứ này để làm gì? Để đựng nước. Sao lại phải đựng nước vào đấy? Bởi vì bây giờ mất điện thì không có nước thì bà sẽ dùng bằng cái gì? Cho nên tôi mua cái này về để dùng chữ. Dồi ôi, cao thủ thế nhỉ. Ô thôi bà này. Hả? Thế còn cái này, mua cái này làm gì? Từ ngày mai không dùng bếp ga bếp điện nữa. Sao lại không dùng? Tất cả mọi thứ nấu nướng đều thông qua cái bếp than tổ ong này hết. Sao lại thế? Giời ơi, bà chả hiểu cái gì cả. Tiết kiệm. Thôi, tiết kiệm nước á. Ừ. Tiết kiệm điện nữa. Ừ. Ôi, ông ơi, ông chả thương vợ ông gì cả. Ông nhìn vợ ông đây này, trông nó hòm hèm như thế này này. Ông bắt nó hít khói bụi thế này rồi mà ho lao tối cổ nó chết à hả? Trời, bà mà hòm hèm. Chứ không à? Bà mà hòm hèm đấy. Đầy đứa nó muốn hòm hèm như bà. Úi giời nhỉ. Trông người như là sumo. Tôi thì có khác gì con cá khô không? Thôi đừng có nói với người ta cười rồi đấy. Tôi đi vào nhà đi. Đi đây. Làm chi anh cũng như em rồi được gì, có gì mà ngại đâu em, có gì mà lại dần dỗi em, không hề biết tội em đâu. Này dạ. Mày đi toilet phải không? Vâng ạ. Mày đi nặng hay đi nhẹ? Đi nặng ạ. Nặng đúng không? Vâng ạ. Mày mà nói sai tao cho cái gáo vào đầu mày nhá. Vâng ạ. Nhớ chưa? Rồi. Nặng. Này. Ôi, chị biết này thôi à? Thì suất của mày chỉ có ngần đấy thôi. Mày đi khéo thì mày khéo thì mày sử dụng. Còn mày không khéo thì tao kệ mày. Đi vào đi. Nặng đúng không? Vâng ạ. Tao ưu tiên cho mày thêm nha. Vâng bố ạ. Đi vào đi. À là thôi. Vào đi. Đi vào đi. Bố làm mày chết con. Chết thì kệ mày nha. Duyên tình không chọn, giờ đẹp làm chi, anh cũng như em, sao vui được gì. Chị Hòa ơi, em về trước đây. Ờ, em về trước đi, xong đây chị về luôn. Chúng mày gõ nó vừa vừa thôi. Vỡ bát là cho chúng mình ăn bốc đi nhá. Thế bố ơi, mẹ lâu về đấy, con đói lắm rồi. Từ từ rồi mẹ mày sẽ về. Mà ở nhà nhá, tao đi có việc, lát nữa tao quay về ngay. Vâng à. Này, sốt à? Làm sao bây giờ rời sao mà cứ nhìn không nhận đây là cái nào hả? Lại có nhìn cái gì không? Cái gì? Dây điện đấy chứ cái gì? Đấy, chính nó đấy. Dây điện đấy. Mó thì làm sao? Mó làm sao? Này này, mà làm sao? Không hiểu cái gì cả. Đêm qua tôi có ngủ được đâu. Sao mà không ngủ được? Tôi nghĩ nát cả óc rồi đấy. Cái gì mà nghĩ đến nát óc ấy? Đúng là bà chỉ là đàn bà thôi. Nắm xuống một cái là ngáy khò khò như con bò sống, có biết cái gì đâu. Nếu cứ dùng điện như hiện nay thì vợ chồng mình sẽ mất rất nhiều tiền. Đúng. Mà mất nhiều tiền thì vợ chồng con cái mình sẽ khó. Sổ ơi, còn gì nữa thì bây giờ làm cách nào? Có cách nào không? Từ thì tôi nói như này, vợ chồng mình quyết định. Quyết định gì? Cầu điện. Cầu điện. Có nghĩa là từ nay trở đi mình dùng điện vô tư thoải mái. Nóng lạnh nhà mình bật 24/25. Bà nội nhà mình đêm đến cho đi toilet 50 lần cũng không ảnh hưởng gì. Ôi giời ơi, thế thì phải câu điện câu ngay. Cầm ngay cái mồm đi. Lộ ra bây giờ thì em cám. Nó cho mình nhé. Ông nhìn này này, cái cột điện này trước cửa nhà nó. Sáng nay tôi đã đào bới xới lộn nhà nó lên rồi, đào cả tông ti họ hàng nhà nó lên rồi. Đấy, cho nên là tôi không có làm việc với nó đâu. Cái việc đấy ông lo. Đàn bà
suốt đời chỉ là đàn bà thôi, một kiếp không trở thành đàn ông được nhá. Đừng có vớ vẩn nữa. Bà cứ yên tâm, việc này để tôi lo. Tôi sẽ sang vợ chồng nhà nó, tôi hòa giải vợ chồng nhà nó, nói chuyện với vợ chồng nhà nó, mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Đấy, cái việc đấy ông lo nhá, chứ tôi không có lo gì đâu, vừa chửi nhau rồi. Thôi được rồi, đi về ăn cơm đã. Đi. Gì đấy? Đây. Dạ vâng. Rồi. Có ngay. Hai vợ chồng nhà bác tiểu lầu với nhà không ạ? Đứa nào léo nhéo cái gì ngoài đây? Dạ, vợ chồng em Hỏa Mộc, Mộc Hỏa đấy ạ. Cô chú Hỏa Mộc đấy à? Dạ. Thế hôm nay cô chú sang tìm tôi có việc gì? Dạ. Vợ chồng em sang đây là... Dạ, có chuyện muốn thưa với hai bác đấy ạ. Tính lắm mày bác ạ, gương mà không giữ được bình tĩnh đâu, cứ mổng chó vó ngựa thế thôi. Đồng bóng lắm đấy mà. Chứ bụng dạ chả có cái gì đâu hai bác ạ, bác thông cảm cho em nhá. Không sao. Nói thật với cô chú là vợ chồng tôi thì nó cũng quảng đại lắm, bụng nó cũng rộng lượng lắm. Người bác phải biết ngay. Vâng. Thế này bác ạ, cái việc đầu tiên coi như là đã xong. Thế còn cái việc thứ hai, lát nữa vợ chồng em sẽ thưa. Dạ vâng, mời, để mời bác vào ngồi ghế ạ. À không, chú ngồi đi chứ ai để thế. Chú sang chơi mà, tới chú ngồi thì thôi. Của nhà bác thì bác phải ngồi chứ để của bác bạn dùng. Thế hoàng, chú thông cảm nhé. Thế bây giờ có chuyện gì thì cô chú nói tôi nghe xem nào. Chả là thế này bác ạ, cái thời gian qua ấy, vợ chồng chú em là để ý thấy nhà bác ấy là dùng nhiều điện và nhiều nước, lãng phí quá. Mà em nói thật với hai bác nhá, với khả năng sử dụng như thế của nhá, em nói thật là tháng vừa rồi cái tiền điện của nhà bác được không dưới 500.000 đâu, đúng không ạ? Đúng mình. Đấy, rồi. Sao biết? Đấy, hàng xóm láng giềng phải quan tâm đến nhau chứ. Bình nghĩa đó là chuyện. Bình nghĩa đó là chuyện. Thế thì bây giờ thì... Thế này, bác có nhìn cái gì? Cái cột điện như cái gì? Cái cột điện nó nằm gần nhà bác. Vâng. Nó lại thuộc lãnh thổ phạm vi nhà bác. Thật đấy. Đúng rồi. Thì đố đứa nào dám bén mảng đến mà nhòm ngó. Đố đứa nào dám xăm soi nhà bác đấy, đúng không ạ? Đúng. Chính vì thế hôm nay vợ chồng em sang đây là muốn bày cho hai bác cái cách mà dùng rất nhiều điện, dùng rất nhiều nước. Rất nhiều nước, rất nhiều điện mà tốn rất ít tiền. Thế mới sướng. Tốn ít tiền. Vâng, hai bác bàn, hai bác bàn. Liệu có tin được không? Hằng này vợ chồng Mộc Hòa là gian lắm. Thế mà bỗng nhiên hôm nay lại tốt với nhà mình. Tôi nghĩ là có âm mưu đấy. Cẩn thận đấy, mặt gian lắm. Được rồi, mình cứ bình tĩnh để hỏi nhé. Cứ để xem nó giả kiểu gì nhé. Hai bác bàn bạc xong chưa ạ? Xong rồi. Thế bây giờ chú có phương pháp gì chú cứ nói đi. Ôi trời ơi, đơn giản lắm bác ạ, đơn giản lắm, đơn giản lắm. Cái này là cái gì? Ôi trời ơi, câu. Câu điện. Ôi giời, thì nói đơn giản là ăn cắp điện nhá xong. Rồi, thế bây giờ làm như thế nào? Nó có nghĩa là thế này. Ở đây rất nhiều dây điện. Ta chỉ cần đấu một sợi dây điện vào bất kỳ nhà nào đó. Nhà điện chúng ta sẽ dùng thoải mái, dùng vô tư. Bác tắm cho người, tắm cho chó nhá. 24/24. Thậm chí đêm hai bác hứng khởi, trời có lạnh mấy, hai bác dậy hai bác tắm tát kỳ cọ đến tận sáng luôn. Bác ơi, mà tốn rất ít tiền điện. Ôi trời ơi, cái mấu chốt là ít tiền đấy. Kinh tế. Thôi bây giờ thế này nhá,
bây giờ chúng ta đã quán triệt xong rồi. Xong rồi. Tiến hành ngay. Tiến hành. Ok. Ok. Này, chú ơi, tôi bảo này. Ông nhà tôi ấy, tôi béo cành càng thế này chậm chạp lắm. Với lại bị bệnh cao huyết áp, con trèo cao được. Ôi giời ơi, nhỏ nhắn này nhanh nhẹn, kỹ thuật cao á chú ơi. Sở này ba cái biến thể thì cứ yên tâm đi. Nhà em này nhỏ bé thế này, xinh xinh thế này. Trời ơi, nhanh như con sóc ấy. Không phải lo, chúng em chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị hết rồi. Chuẩn bị hết rồi. Thế thì nào, 1, 2, 3, tiến hành. Dạ bác. Dạ thôi, xong việc chúng em xin phép chúng em về trước để chơi. Chúng em về trước nha. Vâng, đi nào. Thế không đưa gói quản này cho nhà tiểu lâu à? À thôi thôi thôi. Xong việc rồi, mang về cho các con. Mang về cho các con. Mang về cho chúng nó. Mang về cho chúng nó. Xong chưa? Giữ thằng cả thật nhá. Rồi. Cố lên đi. Một chắc vào. Đấy, không cần, quên, chỉ cần cái này thôi. Chú cẩn thận đấy, chú cẩn thận. Nó bé thôi. Mình, sao đấy, bụi ở mắt à? Cẩn thận, cẩn thận. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trời ơi, bà ơi, có điện rồi, ăn cắp được điện rồi, dùng vô tư rồi. Bà nhìn này, bà nhìn này. Sáng chưa, bà nhìn sướng chưa? Ui giời ơi, lên. Giời ơi, nhanh lên. Đã bảo những này kiểm tra đang cẩn thận, nó tuột dây ra bây giờ nó chết. Thì có cái gì thì nói luôn đi, lại còn cứ bảo kiểm tra là kiểm tra nó cẩn thận. Nhanh lên. Rồi. Giời ơi, nhanh lên. Mẹ không nó nhìn thấy bây giờ thì bỏ mẹ ai chứ đi. Từ từ đã nào. Cứ nào từ từ. Ây gì, đang làm cái chiêu đùa gì? Bảo này cũng làm cái biến này. Giời ơi, tắt từng cái bây giờ. Xuống. Hello. Không có lô đề gì hết, xuống, em xuống khẩn trương, nhanh lên. Vâng, em xuống. Vâng, em xuống. Hóa ra là ông Mộc với ông Tiểu. Giữa ban ngày ban mặt, ông không phải là thợ điện. Ông treo lên cột điện làm gì? À, chả là... chúng tôi trèo lên để kiểm tra. Kiểm tra gì? Điện của nhà nước nhá. Ông có phải thợ điện không mà kiểm tra? Thì ông nó cười nhỉ, thì như điện thì nhà nó phải kiểm tra chứ, không nhỡ nó có cái chuyện gì thì làm sao. Ông cứ nói vớ vẩn. Thôi, không có lỗi thôi. Ra phường giải quyết. Đi. Ra phường, ra phường. Đi ra phường. Ra phường thì ra chứ sao. Đi. À, từ từ ông Tử, ông phát cái thang ra phường rồi. Sao lại phải phát? Vật chứng ăn trộm điện. Gì phát? Ôi giời ơi. Ừ, làm như là to lắm. Nhanh lên. Như từ từ chứ. Rồi ôi bác chỉ bác ơi. Rồi ôi bác ơi, chồng em có tội gì mà bác bắt chồng em lên đây? Chồng em đã phạm cái tội gì? Có đánh người, giết người, quản khắc ăn trộm gì đâu mà bác lại bắt chồng em lên đây hả bác ơi? Rồi ơi. Chồng em nó chỉ câu trộm một tí điện thì thôi. Thế mà từ nãy anh vẫn ngoan cố không chịu nhận ra sai phạm của mình. Nay chính vợ anh đã chứng minh điều này, anh có thể chối cãi được nữa hay không? Không ạ. Bác ơi, em xin bác, chúng em biết được điểm của chúng em rồi.
Nhưng mà bác nó không thả chồng em ra. Chồng em bị mắc bệnh tiền đình thế này. Rồi ôi, bác là rốt ở đây 2 tiếng đồng hồ là ngất ngay. Ngất ngay rồi. Đúng thế bác ạ. À, em đi từ cái cột điện về đây nó choáng hết cả mặt, nó đau hết cả đầu bác ạ. À, thương quá cơ. Dạ, em xin có ý kiến ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, thương các bác. Bây giờ thì em xin nhận lỗi ạ. Ấy thế nhưng mà cái việc này xảy ra không phải chủ trương của em đâu, mà của vợ chồng thì kẻ xấu này, chính vợ chồng nó xui em làm cái này đấy ạ. Này, ông bảo ai là kẻ xấu đấy? Ai là nhà nó hả? Cái bộ khăn như bố ớt mà. Thôi hả? Hả? Bảo thôi mà. Thôi. Anh các chị không cãi nhau ở đây. Đây là lần đầu tiên các chị vi phạm mức độ chưa nghiêm trọng, cho nên tôi chỉ cảnh cáo, ghi biên bản. Còn tôi nhắc cho các chị nhớ, chủ trương tiết kiệm điện là chủ trương chung của nhà nước, nhưng không phải vì tiết kiệm điện mà các chị ăn cắp điện của người khác mang về dùng cho riêng mình. Anh chị đã nhận ra khuyết điểm của mình chưa? Chúng em nhận khuyết điểm rồi, chúng em xin hứa với bác là từ giờ trở đi không bao giờ vi phạm nữa. Chúng em xin hứa ạ. Dạ vâng ạ, chúng em cũng xin hứa đấy.